hãng tin Reuters ngày 10 tháng 5, trong thông báo trên mạng xã hội X, người đứng đầu UNRWA Philip Lazzarini cho biết ông đã quyết định đóng cửa trụ sở UNRWA tại Đông Jerusalem cho đến khi an ninh được khôi phục. Ông Philip Lazzarini cung cấp thông tin về vụ phóng hỏa. Hôm 9 tháng 5, các cư dân Israel đã phóng hỏa hai lần vào khu vực quanh trụ sở UNRWA ở Đông Jerusalem. Vụ việc diễn ra trong lúc nhân viên của UNRWA và các cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc đang có mặt trong khu phức hợp. Mặc dù không có nhân viên nào của chúng tôi bị thương, đám cháy đã gây thiệt hại trên diện rộng cho các khu vực ngoài trời. Trụ sở UNRWA có một trạm xăng và dầu diesel cho đội xe của cơ quan. Ông kể lại một đám đông đi cùng những người có vũ trang đã xuất hiện bên ngoài trụ sở UNRWA và hô vang thiêu dụi Liên Hiệp Quốc. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Israel phải mất một lúc mới có mặt. Người đứng đầu UNRWA Philip lazarini nhấn mạnh đây là diễn biến quá đáng một lần nữa mạng sống của các nhân viên Liên Hiệp Quốc gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Ông nói chính phủ Israel có trách nhiệm đảm bảo các nhân viên và cơ sở của Liên Hiệp Quốc luôn được bảo vệ. Theo ông Philip Lazarini, trong hai tháng qua, những người Israel quá khích đã tổ chức các cuộc biểu tình bên ngoài khu phức hợp UNRWA ở Jerusalem. Tuần này, cuộc biểu tình trở nên bạo lực khi người biểu tình ném đá vào các nhân viên Liên Hiệp Quốc và các tòa nhà trong khu phức hợp. Sau khi xung đột Israel-Hamas nổ ra, các quan chức Israel đã nhiều lần kêu gọi đóng cửa trụ sở UNRWA, cáo buộc cơ quan này đồng lõa với phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza, cáo buộc mà Liên Hiệp Quốc đã mạnh mẽ bác bỏ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm 9 tháng 5, nếu chúng tôi phải đứng một mình, chúng tôi sẽ đứng một mình. Ông nhấn mạnh, ngày nay chúng tôi mạnh hơn rất nhiều, chúng tôi quyết tâm và đoàn kết để đánh bại đối phương và những kẻ muốn tiêu diệt chúng tôi. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Israel được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên công khai cảnh báo Israel rằng Mỹ sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho nước này nếu họ tấn công vào Dafa, một thành phố đông người tị nạn ở miền nam Gaza. Ông Biden vào ngày 8 tháng 5 tuyên bố, tôi đã nói rõ rằng nếu họ, tức là Israel, tiến vào Dafa, tôi sẽ không cung cấp những vũ khí được sử dụng để đối phó với Dafa, để đối phó với các thành phố. Chúng tôi sẽ không cung cấp vũ khí và đạn pháo, Mặt khác, chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí phòng thủ cho Israel, bao gồm cả hệ thống phòng không vòng sắt. Trước đó, các xe tăng và binh sĩ của Israel được cho là đã tiến vào các quận phía đông của Rafa đêm ngày 6 tháng 5, giành quyền kiểm soát cửa khẩu chính giữa giải Gaza và Ai Cập. Quân đội Israel cũng không kích vào khu vực này, tuy nhiên ông Biden tin rằng Israel vẫn chưa vượt qua làn danh đỏ của Washington. Một quan chức cấp cao của Mỹ giấu tên cho biết Washington đã xem xét cẩn thận việc cung cấp vũ khí mà Israel có thể sử dụng cho chiến dịch tấn công Rafah và kết quả là Mỹ đã tạm dừng lô viện trợ bao gồm hơn 3.000 quả bom. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc, Gila Edan, hồi đầu tuần đã gọi quyết định trì hoãn vận chuyển của Washington là rất đáng thất vọng mặc dù ông không tin Mỹ sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Israel. Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cuối ngày 9 tháng 5 nhấn mạnh rằng quân đội nước này có đủ vũ khí để hoàn thành sứ mệnh ở Rafah. Ông Hagari nói trong một bài phát biểu trên truyền hình, Mỹ đã giúp đỡ chúng tôi theo cách chưa từng có kể từ khi bắt đầu chiến tranh. Chúng tôi có mối quan tâm riêng của mình và chúng tôi rất nhạy cảm với mối quan tâm của Mỹ. Cuộc chiến ở Gaza đã bắt đầu bằng cuộc tấn công chưa từng có vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas nhằm vào Israel dẫn đến cái chết hơn 1.170 người, chủ yếu là dân thường. Hamas cũng bắt giữ khoảng 250 con tin, trong đó Israel ước tính 128 người vẫn còn ở Gaza và 36 người được tin là đã thiệt mạng. Trong khi đó, theo cơ quan y tế Gaza, cuộc tấn công trả đũa của Israel đã khiến ít nhất 34.904 người ở Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em thiệt mạng. Chiến dịch quân sự ở Israel ở giải Gaza vấp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Israel đối mặt với sức ép phải dừng các cuộc tấn công để tránh thảm họa nhân đạo ở Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 8 tháng 5 tuyên bố, tôi đã nói rõ rằng nếu họ, tức là Israel, tiến vào Rafah, tôi sẽ không cung cấp những vũ khí được sử dụng để đối phó với Rafah, để đối phó với các thành phố. Chúng tôi sẽ không cung cấp vũ khí và đạn pháo. Mặt khác, chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí phòng thủ cho Israel, bao gồm cả hệ thống phòng không vòm sắt. Ông Biden nói, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo đảm Israel được an toàn nhờ hệ thống vòm sắt và khả năng của họ đáp trả các cuộc tấn công xuất phát từ Trung Đông gần đây. Bình luận trên được đưa ra sau khi các xe tăng và binh sĩ của Israel được cho là đã tiến vào các quận phía đông của Rafah vào đêm ngày 6 tháng 5, giành quyền kiểm soát cửa khẩu chính giữa giải Gaza và Ai Cập. Trước đó, quân đội Israel cũng không kích vào khu vực này, tuy nhiên ông Biden tin rằng Israel vẫn chưa vượt qua làn danh đỏ của Washington. Một quan chức cấp cao của Mỹ giấu tên cho biết Washington đã xem xét cẩn thận việc cung cấp vũ khí mà Israel có thể sử dụng cho chiến dịch tấn công Rafah và kết quả là Mỹ đã tạm dừng lô viện trợ, bao gồm hơn 3.000 quả bom. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Edan hồi đầu tuần đã gọi quyết định trì hoãn vận chuyển của Washington là rất đáng thất vọng, mặc dù ông không tin Mỹ sẽ ngừng cung cấp vũ khí cho Israel. Chiến dịch quân sự của Israel ở dài Gaza vấp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế khi các cuộc tấn công đáp trả Hamas đã khiến hơn 34.000 người Palestine ở đây thiệt mạng kể từ tháng 10 năm 2023. Theo quan chức giấu tên này, lô hàng được cho là bao gồm 1.800 quả bom nặng 900 kg và 1.700 quả bom nặng 225 kg. Mỹ lo ngại về việc các loại bom lớn và cách chúng có thể được sử dụng trong cuộc tấn công vào một đô thị đông đúc như Dafa. Hơn một triệu dân thường đang trú ẩn ở, ở Dafa sau khi sơ tán khỏi các khu vực khác của Gaza để tránh cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel và Hamas kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Do mối quan hệ đồng minh thân cận, Mỹ thường cung cấp những khoản viện trợ quân sự khổng lồ cho Israel. Điều đó càng tăng tốc sau cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái của Hamas vào Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và khoảng 250 người bị các chiến binh Palestine bắt giữ, làm con tin. Việc tạm dừng chuyến hàng viện trợ này là biểu hiện nổi bật nhất cho thấy mối bất hòa ngày càng gia tăng giữa chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và chính quyền của Tổng thống Joe Biden vốn đã kêu gọi Israel làm nhiều hơn nữa để bảo vệ mạng sống của thường dân vô tội ở Gaza. Trước đó, chính quyền của Biden vào tháng 4 đã bắt đầu cân nhắc lại việc giao viện trợ quân sự cho Israel trong tương lai khi chính phủ của Netanyahu dường như tiến gần hơn tới việc tấn công Rafah, bất chấp sự phản đối của Nhà Trắng trong nhiều tháng. Quan chức này cho biết quyết định tạm dừng lô bom được đưa ra vào tuần trước và vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào về việc có tiếp tục chuyển giao lô hàng này vào một ngày nào đó hay không. Quân đội Israel hôm thứ Ba đã giành quyền kiểm soát cơ khẩu biên giới Rafah quan trọng của Gaza. Trước đó, họ đã ra lệnh sơ tán 100.000 người Palestine khỏi thành phố, động thái cho thấy các lực lượng Israel đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công có chủ đích vào Rafah. Cánh vũ trang của Hamas vào ngày 5 tháng 5 cho biết đã phóng rocket vào một căn cứ quân sự của Israel gần cờ khẩu Kerem Salom dẫn vào Gaza, song không nói rõ phóng từ đâu. Quân đội Israel khẳng định 10 quả đạn đã được phóng từ thành phố Rafah ở Nam Gaza vào khu vực cờ khẩu, khiến ba binh sĩ nước này thiệt mạng. Cờ khẩu Kerem Salom hiện đóng cửa đối với xe tải chở hàng viện trợ vào Gaza, các cờ khẩu khác vẫn mở. Israel sau đó không kích đáp trả vào Rafah, nhắm mục tiêu vào bệ phóng mà Hamas sử dụng để bắn tốc kết cùng một công trình quân sự gần đó. Vụ tập kích của Hamas từ vị trí gần cửa khẩu Rafah là ví dụ rõ ràng về việc họ lợi dụng có hệ thống các cơ sở và không gian nhân đạo cũng như tiếp tục sử dụng dân thường Gaza làm lá chắn sống, quân đội Israel nói. Truyền thông của Hamas dẫn nguồn tin thân cận với lực lượng này cho biết các tuyến đường vận chuyển hàng hóa cứu trợ không phải mục tiêu tấn công. Lực lượng ứng phó và các nguồn tin y tế ở Gaza cho biết, đòn tấn công của Israel khiến ít nhất 16 người thuộc hai gia đình, trong đó có trẻ em thiệt mạng. Hơn một triệu người Palestine đang ẩn náu ở Rafah, gần biên giới với Ai Cập, đồng thời là thành trì cuối cùng của Hamas ở giải Gaza. Hamas phủ nhận việc sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Israel nhiều lần tuyên bố sẽ đưa quân vào Rafah để xóa sổ Hamas tận gốc. Tuy nhiên, Tel Aviv đang phải đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng tăng do chiến dịch tấn công Tafa có thể phá hoại nỗ lực nhân đạo mong manh ở Gaza và gây nguy hiểm tính mạng của nhiều người. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vào ngày 3 tháng 5 cảnh báo chiến dịch toàn diện nhằm vào Tafa có thể dẫn tới bể máu và làm suy yếu hơn nữa hệ thống y tế vốn đổ vỡ tại đây. WHO cũng cho rằng việc Israel tấn công Tafa sẽ làm gia tăng đáng kể tỷ lệ tử vong và dịch bệnh. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đầu tháng này tái khẳng định quan điểm của Washington là không ủng hộ Tel Aviv tấn công Dafa, đồng thời kêu gọi Israel tăng cường nỗ lực khơi thông dòng viện trợ nhân đạo vào giải Gaza. Theo cơ quan y tế ở Gaza, hơn 34.683 người Palestine đã thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, hơn 77.000 người bị thương kể từ khi Israel mở chiến dịch đáp trả Hamas.